Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, đặc biệt là các thân nhân của gia đình cha Giuse Phạm Minh Công, đặc biệt hơn nữa là có cha Quang là cháu của ngài trong thánh lễ này. Bài tin mừng ngày hôm nay tất cả chúng ta chắc ai cũng nghe nhiều lần. Và cũng có nhiều bài hát hát để nói cái ý của bài tin mừng hôm nay. Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không chết đi, mà không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình. Chúng ta nghe cái từ chết, rồi chúng ta nghe cái từ thôi, là chúng ta nản ngay. Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà chết đi, mà thôi đi, nó mới mang nhiều bông hạt. Cũng có bài hát nói thân con là thân lúa miếng gieo vào lòng đời rồi mục nát với thời gian. Là ý của bài tin mừng ngày hôm nay. Có một hạt lúa mì tên là Giuse mà Chúa đặt tên cho người đó, cho hạt lúa mì đó là Giuse Phạm Minh Công. Đã rơi xuống đất 85 năm. Đã là linh mục của Chúa 55 năm. Hạt lúa mì này quả thật là đã chết đi vì đức tin của mình, vì sứ mệnh của mình. Năm mươi lăm năm làm linh mục, thì ở tù 13 năm. Không có tội lệ gì đâu, chỉ có cái tội làm tiên quý thôi. Đó là đức cha bảo là mình phải làm. Sau 13 năm ở tù thì cũng vì tội ở tù mà không được chính thức giao một cái sứ đạo nào. Từ năm 1988 cho tới năm 2003, 15 năm gọi là lưu vong đi, hết ở chỗ này, ở chỗ kia, cũng được theo dõi kỹ lắm. Trong thời gian 15 năm đó, thì đúng là ngài có ở với tôi một thời gian. Cha Sở thì trẻ, cha Phó thì già, mà cha già là cha Phó luôn luôn nghe lời cha Sở trẻ. Tôi cũng được dẫn dò là ông đó linh mục Công, ngụy quân ngụy quyền, không được phép làm mục vụ đâu. Thì tôi cũng trả lời là không được đâu, làm mục vụ là tôi giám mục quản nhiệm, cái mục bổ nhiệm tôi làm mục vụ, còn linh mục Công cùng lắm là làm lễ rồi vậy thôi, chứ không làm mục vụ. Và ngài đã giúp tôi rất nhiều, từ làm lễ cho tới kể liệt, cho tới xiết dầu, cho tới giải tội, cho tới đi chỗ này chỗ kia. Tôi quản lý ngài, ngài chịu sự quản lý của tôi rất tốt. Hạt lúa mì thối đi là như vậy đó, chết đi là như vậy. Trong những năm ngài ở với tôi, ngài cao tuổi hơn tôi, ngài khổ cực hơn tôi nhiều, tôi đâu có bị ở tù đâu. Ngài là gương tốt cho tôi. Cái gương tốt thứ nhất mà ngài để lại cho tôi suốt đời là ngài sống cho mọi người, cho người khác, và ngài chỉ sống vì người khác mà thôi, không cho mình. Thôi đi là như vậy, chết đi là như vậy.
Một bữa kia tôi đi công tâm về Đức An, mở cửa phòng khách ra, tôi thấy mắc cái tivi báo động cho cả nhà. Tụi con ở nhà đông thế mà tự sao mắc cái tivi trong phòng khách, bởi phòng khách không có khóa cửa mà. Cả nhà rất ngỡ ngàng, rồi cũng sao không có thấy ai vô mà không biết mất cái tivi rồi. Ngài mở cửa phòng ra, ngài nói với tôi: cho rồi, cho rồi. Quá, có một cái tivi trong cả nhà mà cho rồi, cho ai vậy? Cho trại tâm thần rồi, nó không có tivi để coi, còn mình mua mấy hồi, vậy là cho rồi, cho người khác, cho tâm thần. Ngài rất thích tâm thần, người ngoài hành tinh mà, chúng ta phải thương họ. Như vậy đó, chết đi là như vậy, thối đi là như vậy. Đi tới một cái sứ đạo đó làm cho sợ. Ngài nói lên với tôi: mất tivi rồi ông ơi. Quả mới tivi mới đó ông mà mất rồi. Để đâu? Để phía sau nhà đó. Nhà đó cái mấy hiên chứ đâu có cửa có ngõ gì đâu. Rồi sau đó thì người ta tìm được cái người lấy cái tivi của ngài. Ngài điện cho tôi tìm ra thủ phạm rồi. Có lấy lại không? Không. Từ sao vậy? Nó không có, nó mới lấy chứ nó có nó lấy làm chi. Thôi đi là như vậy đó. Ngài làm việc tốt cho tôi. Việc tốt là làm bất chấp. Tôi đi Mỹ 6 tháng. Ngài ở nhà lễ bốn mạng của giáo xứ Đức An. Tôi về tôi nghe nói chú cha lễ bốn mạng năm nay cha công cho 2 con bò luôn. Ăn thoải mái luôn, cả xứ ăn 2 con bò, không bò lớn đó nghe không. Rồi ngài còn hứa với làng xe đàn, bữa sau lễ bốn mạng tôi bay tao cho 1 con nữa đó. Tôi hỏi lại té ra bò của tôi. Chương trình chăn nuôi, chương trình chăn nuôi, phát triển chăn nuôi của tôi. Rồi tôi hỏi cho sao bò vậy anh đem trẻ ăn đi. Con cái mình mà cho có ai đâu, con cái mình cho có ai đâu, thì con cái tôi là dĩ nhiên chứ. Thế mà giáo sư vui lắm. Chết đi là như vậy, thôi đi là như vậy. Bao nhiêu chuyện khác nữa, cả cuộc đời của ngài không phải những chuyện lặt vặt đó đâu. Cả cuộc đời của ngài là như vậy, là như vậy. Chỗ nào cũng thế, tới Phú Thọ cũng thế, tới ở An Khê cũng y như vậy. Cái bát gương tốt thứ hai ngài để cho tôi là rất dễ sống, ăn gì cũng được, ở chỗ nào cũng được, mưa nắng gì, làm gì cũng được. Nếu chúng ta đọc cái cuốn Được Ra Đi, ngài kể những chuyện 13 năm ở tù, thì chúng ta thấy mình không bắt chước ngài được đâu. Tôi thích cái cuốn đó, tựa đề là những chuyện trong tù 13 năm. Ở trong tù, ở tù, biệt giam, mà ngài coi đó là ơn Chúa cho. Chúa sai tôi đi tới tù mà, đó là Chúa sai tôi đi. Tôi ở trong tù, cứ bao nhiêu người muốn tự tử, làm gây là cái niềm hy vọng của bao nhiêu người. Nếu chúng ta đọc cái tập nhỏ của ngài đó, Được Ra Đi đó, chúng ta sẽ thấy ngài chấp nhận ý Chúa trong tất cả mọi hoàn cảnh. Chỉ có người khác mà thôi. Ngài đi đâu, ngài nói mấy người trong nhà tôi là tụi con thích cái gì, cha mua cho con cái đó. Con thích cái đó, cha sẽ mua cho con. Con thích cái đó. Tôi là cha sợ, tôi không có làm điều đó. Ngài sống vì người khác thôi, cho người khác thôi. Rất dễ ăn. Bữa kia hỏi nhà bếp nước rau muống đâu con,
Nhà bếp trả lời con đổ cho heo. Trời ơi, nó ngon nhất mà đổ cho heo chứ. Nước rơm muống là bổ nhất đấy. Thế là từ đó tôi mới biết nước rơm muống là ngon là bổ. Chứ tôi đâu có biết nước rơm muống là ngon là bổ đâu. Ăn gì cũng được. Ngài kể trong cái cuốn được sai đi của Ngài là hai cha giam chung một xà lim, mà các con chuột nó rớt vô, chú cho là đại tiệc, đại tiệc. Nhổ lông vạch lông hết rồi thì lấy bùi nhùi gì đó thui hai cái đùi mỗi đứa một, hai con cha chứ, mỗi cha một cái đùi chuột, rồi còn nữa thì để làm phở mà rất ngon, rất ngon. Con chuột mà, năm nay là năm con chuột đây. Tôi đọc tôi nghĩ tới cái chuyện đó của Ngài khi ở trong tù, ăn gì cũng được. Khi Ngài về rồi 13 năm ăn gì cũng được, ở sao cũng được. Chết đi là như thế, thôi đi là như thế. Hôm nay lễ an táng của Ngài, chúng ta mỗi người cũng là hạt lúa mì. Chúng ta phải chết đi chứ. Hạt lúa mì mà ích kỷ, hạt lúa mì mà kiêu căng, nó chỉ trơ trọi một mình thôi. Hạt lúa mì đó phải chết đi, phải thôi đi, như hạt lúa mì du xe Phạm Minh Công này thì mới được sinh nhiều hoa trái mà thôi. Người chết linh thiêng hơn người sống. Xin cha du xe về với Chúa, xin cầu bầu cho chúng con là những hạt lúa mì phải biết chết đi, phải biết thôi đi để sinh được nhiều hoa trái. Xin cảm ơn cha, xin vĩnh biệt cha.